Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. À, từ hồi sáng giờ suốt mấy tiếng đồng hồ luôn quý cô chú anh chị. À, Sư Minh Đạo rồi trao quà cho bà con cô bác nghèo cũng như là những Phật tử. Hồi sáng rồi luôn. Giờ mới được những biết gọn 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 của đi anh. Thầy đổi cái nón dễ thương quá thầy ha. À, từ sáng giờ mấy tiếng hồ mệt không quá thầy. Trời ơi, mấy tiếng hồ nhiều quá. Muốn xỉu luôn rồi. Rồi, quý vị đứng đây. Đấy, né né đi. Go. Giờ thầy mệt lắm rồi đó quý vị chú. Suốt mấy tiếng đồng hồ luôn á. Từ sáng giờ luôn mà. Chắc bây giờ là chắc thầy đói mà mệt nữa. Anh mình coi xa 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 cho thầy thống. Sai à. Thầy thống khó rồi. Mấy người đủ sợi dây dây. Những Phật tử rất là quý thầy. Và cái hạnh của thầy. Đừng vô nữa. À, đừng vô nữa. Đó, 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 bà con mình cũng nghỉ ngơi đi bà con ơi, từ sáng giờ nhưng mệt lắm rồi đó. Sáng dậy cũng mệt cũng gì bà con. Sáng giờ phải nói là rất là khâm phục cái sức chịu đựng của thầy luôn đó. Sáng giờ là 5-6 tiếng đồng hồ nhưng mà đứng vừa giảng pháp xong rồi lại phát quà nữa quý cô chú vậy không ngưng luôn. Cái hình ảnh này là mình nhớ tới những lúc mà mình đi chung với thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ ha. À, cũng đi vào khép cửa như vậy nè. À. Khi mà lúc mà thầy rồi giờ người ta cho vô rồi đó. Tại vì các thầy đi lên trên rồi. À. Rồi mình vô được rồi. Tại vì thầy đi lên nghỉ rồi. Hồi sáng là em đi lên tới kia luôn á. Bà con yên tĩnh để thầy cũng ra bà con ơi. Cho thầy nghỉ ngơi tí với cô chú anh chị. Quá trời sáng giờ suốt là 5-6 tiếng đồng hồ luôn. Thầy vừa phát giảng pháp mà vừa phát quà nữa. Giờ thầy mệt lắm rồi, cho nên là bà con cô bác cho nghỉ tí. Còn đây mấy cô suốt hôm qua là làm bánh để phát cho bà con nè, cho Phật tử nè. À, bánh, 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 bánh gì đó? Bánh này bánh chưng đúng không con? Chưng nha. Chưng chay. Là con nghe nói là mình làm hơn 1.000 cái đúng không con? Dạ, dạ, dạ. Hơn 1.000 mấy? Đúng. Quá quý. Quá tuyệt vời ha. Dạ. Ngoài. À, mời bà con cô bác đi ra trước ha. Bây giờ thầy Minh Đạo bây giờ đang nghỉ ở trên cái lầu trên này nè quý cô chú chị. Đó. Đó lầu trên đây nè. Chắc là một vài bữa gì đó này thú vị. Minh Đạo thì có treo hình của thầy Sư Thích Minh Tuệ nha, đó rất là đẹp nha. Đây cái tấm ảnh này là cũng có tấm ảnh là Duy Minh hay làm cái đại diện nè quý cô chú chị.
các chú đến tiếp lễ cho các chú sĩ. Rồi ra. Mọi người thì vô trong là cúng ở đây nè. Đó, mọi người cúng bên trong là cái tượng Phật Thích Ca. Thầy đi nghỉ mệt rồi cô ơi. Thầy nghỉ mệt rồi. Thầy lên ấy nghỉ mệt rồi. À, con gái cưng quá ha. Ồ, mặc đồ quá. Mặc đồ giống Y Phấn Tảo hả? Con của anh hả? À, gia đình của anh đi từ đâu đến anh? Sài Gòn ha. Mình đi đông không? Đi đông không anh? Đông lắm hả? Đông. Bao nhiêu người anh? Bốn người hả? Dạ. Còn con chị này? Dạ. Con chị rất là xinh nè. Rất xinh đồ phấn tảo của Tuấn Tẩy nè. Cô bỏ đi luôn. Ồ, wow, quá trời luôn kìa. Hồi tối có một cái người cô nó là rủ nhau là đến đây hỏi thăm là cái đường địa chỉ đến là tu quyền của sư Minh Đạo, thì với mình cũng có chỉ chị đến đây. Chung là mình không biết thì mình cứ lên trên mạng mình search vô là tu quyền Minh Đạo là nó sẽ ra thôi quý chú anh chị, nó có địa chỉ hết. Và cô cũng có nói là cũng sẽ cúng dường 10 triệu đó quý cô chú anh chị. Yeah, bà con cô bác là cho qua cái ha, cho qua cái rồi. Đây là hỗ trợ những trẻ cũng như là những chú tiểu ở đây để là ăn học quý cô chú anh chị. Ở đây ngoài cổng nè. Đó, xe phải nói là từ chiều rồi đó quý cô chú vậy mà xe là phải nói là đông nghẹt luôn. Không có giờ nào mà không đông hết. Thôi thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc video ha. Chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước ta là nhiều sức khỏe và sự bình an. Đó, làm ăn phát tài phát lộc nha. Xin chào bà con và hẹn bà con là một cái video tiếp theo. Bà con cô bác thấy video có nghĩa đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh. Xin cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều nha.